Ok, chào mọi người. Đầu tiên xin chào tất cả các anh em cầu thủ đam mê cá tỉnh Tổ quốc. Hôm nay tôi lên cho anh em một clip gồm lô cần câu mọi người. Thì đa phần những cây này sẽ là những cây cần câu hàng kỳ nhật về, hàng chuyên về cho anh em câu lô. Bên đây sẽ là những cây cần câu mà chuyên về cho anh em nào câu lóc gần nè, câu gần, câu trolling, bobbing. Bên đây sẽ là những cây cần câu chuyên về cho anh em câu cảm giác. Có những cây đai qua la bát nè, ghi bill nè. Rồi, để sắp lên cụ thể từng cây cho người xem, sắp bán hàng cho mọi người kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Nếu hàng lỗi không clip sắp lên đó thì anh em cứ gửi sắp nhé. Rồi, cảm ơn mọi người. Rồi, để gửi mọi người cây số 1 nha mọi người. Đây, cây số 1, một cây hàng thanh lý. Thì đây một cây cần của hãng Daiko mọi người, một cây Daiko, hàng là đi Nhật. Thì cây này là cây Daiko, phen là phen Fuji Sit nè. Đó, Fuji Sit trong gòn nhé. Bát là bát Fuji. Đây, cây này dài là 2m8, cây này dài là 2m7 mọi người, dài 2m7 đó, dài 2m7 đó, nặng là 288g, đọt của nó sẽ là 2.7 mọi người, đọt 2.7, phần xít thích nha mọi người. Đây, phần đường 3 đây, phần xít buộc xít luôn. Đây mọi người, đây là một cây Daiko. Thì cây là độ cứng sẽ là độ cứng H. Đó. Chuyên về cho anh em lua lóc nhé, lua lóc săn hàng. Thì cây này nó lua từ 14g đến 56g, lai từ 16 đến 30 lb. Giá công khai cây số 1, giá là 1.4 triệu như người, 1.400k cộng ship. Và cây này nó sẽ có bị lỗi một lỗi mọi người, một lỗi này. Cái phen này, đây phen này nó bị rỉ nha mọi người. Đây đó, cái chân chỗ này thôi nha mọi người, nhưng mà còn rất là chắc nha, đảm bảo với anh em đánh vô tư luôn. Phôi thì ok, sạch sẽ gọn gàng. Đây cũng vậy, sạch sẽ nhá. Thì đối với một cây cần phen xít chân gòn thế này thì giá 1.4 triệu thì quá ok rồi. Đó, đây về cho anh em câu lóc nhé, cộng nhá thật. Dài 2m7, hàng đặt nội địa Daiko. Rồi, giá 1.4 triệu cộng ship cho người, cây số 1. Tiếp theo sẽ là cây số 2. Thì cây số 2 lên cho người là một cây cần của hãng UFM. Thì cây này còn túi nữa không người, còn túi xin của nó đi cần luôn. Đây, đây cũng là một cây cần Francis. Francis chân gòn. Thì đây một cây cần của hãng UFM. Phen là phen bấm người, phen bấm phen Fuji nhé. Lỗi là lỗi xít. Thì cây này thì tổng thể ngoại hình nó có xây sát nè, có xây sát nha mọi người. Nhưng xây sát thế này thì không ảnh hưởng gì tới phôi nhé. Đảm bảo mọi người, bát là bát Fuji, phen là phen Fuji xít. Đây đó, keo chỉ cái này thì nguyên zin nó nha mọi người. Đó, thì cây này dài sẽ là 3m3 nha mọi người, dài 3m3, đọt là 2.8 ly, nặng là 370g. Thì cây này chuyên về cho anh em là câu bạo lực nhé, câu bạo lực, câu gần đó, câu kè đó, câu gần, câu kè đó, anh em bạo lực đánh lóc gừng đó. Cái này chầm chim nè đó, u minh đây, cần đây đó. Cây này nó tải mát được 30 lb nha mọi người, tải mát được 30 lb, lua mát của nó được là 100g. Đó, nó lua từ 28 đến 100g nha mọi người. Đó, anh em cầu nhá thật là vô tư. Phôi cái này thì rất là chuẩn rồi, hãng UFM thì khỏi khoe bàn. Độ cứng cái này thì nếu xét độ cứng thì độ cứng cái này ra tầm khoảng H nha mọi người, độ cứng H. Đây, thông số nó đây mọi người. Rồi, giá công khai cây số 2, giá lên cho mọi người là 1.6 triệu người, 1.6 triệu cộng ship. Phen đề 3 này là phen đề 3 40 luôn nha. Đó, 1.6 triệu cộng ship cây số 3. Cây số 2. Tiếp theo cây số 3. Cây số 3 gửi cho mọi người là một cây cần của hãng Sarus. Đây mọi người, cây Sarus, cây này còn túi zin luôn nha mọi người. Còn túi zin theo cần luôn. Đây là một cây Sarus hàng nội địa Nhật nha mọi người. Đây, tên của nó đây. Cây này bên Nhật nó rất là nổi tiếng luôn nhé.
hàng này hàng siêu bạo lực đó, cho anh em nào câu gần câu kè câu lóc dạng anh em đi lóc gừng này đó, phù minh chạm chim. Thì đây một cây cần sa rút dài là 3 mét, mọi người, dài 3 mét, nặng là 400 gram, đọt của nó sẽ là 3 ly 3. Phen là phen Pulsisit, phen bóm chân đen nha mọi người, phen bóm chân đen. Đây, keo chỉ ok nguyên zin nhé. Bát Pulsi tem vàng, phôi của cần sẽ là phôi carbon. Cần còn rất là mới nha mọi người, đây thấy không, rất ít xước xác. Phen này, phen chân phen ok hết. Cái này anh em câu gần, đánh cho linh, đánh bóp pin thì thả ra luôn. Đó. Hàng rất là cứng. Cái này nó tải mát được 120 gram mọi người. Đó, nó lua từ 50 đến 120 gram. Line từ line mát của nó sẽ là 30 lb nhé. Cho anh em câu gần thả ra luôn. Đó, vô tư. Anh em đánh lóc gừng thì ngon lành. Đây, bù của nó đây, bù màu chè nhé. Phen xít, phen đề 3. Keo chỉ thì nguyên zin. Cần thì xước xác các lớp nha mọi người. Đây, có mấy chỗ xước xác li ti. Đâu ta? Để kiếm chỗ xước quay cho anh em xem. Đây, nó dạng xước thế này, xước xác li ti thôi. Không ảnh hưởng gì tới pho nhé. Đây, lớp sơn ngoài. Phần đọt của nó thì còn rất là đẹp cho người. Đó. Đây, sẵn gần guốc nha. Rồi, giá công khai kích số 3, giá sẽ là 2 triệu 4 như người, 2 triệu 400k cộng ship kích số 3. Một cái cần siêu bạo lực cho anh em về câu nhé. Tiếp theo cái số 4. Cái số 4 lên cho người vẫn một cây cần đầu. Câu gần, câu lóc, câu kè. Thì cây này vẫn là một cây cần bạo lực. Thì đây một cây cần của hãng Daiwa nha mọi người. Đây, một cây Daiwa. Tên của nó đây mọi người. Điện về qua đây. Đây, một cây Daiwa. Cây cần Daiwa. Thì cần Daiwa thì nổi tiếng rồi. Đó. Một cây siêu bạo lực. Thì cây này sở hữu vẫn là sở hữu bộ phen là phen xít hết nha mọi người, bộ phen xít hai chân rất là đẹp. Đây, phen xít nha mọi người, chân cao. Bát là bát Pulsi nhá, bát bự nha mọi người. Bát này thì chuyên về cho anh em săn hàng. Thì cây này dài sẽ là dài 2m9 mọi người, dài 2m9, nặng là 350 gram. Đọt sẽ là 2 ly 6 nhá. Ngoại hình rất là đẹp nha mọi người. Đây. Đọt 2 ly 6. Cái này vẫn chuyên về cho anh em câu gần, câu kè, câu lóc gừng. Đây, thông số của nó đây mọi người. Cái này nó lô từ 40 đến 150 gram. Anh em có thể câu cho linh, cho bóp pin được luôn. Line sẽ là 40 lb nha mọi người. Rất là nặng nhé. Cái này mắt rắc của nó sẽ là 6 kg. Rất nhấp bổng không mọi người. Đây, phen xít nha mọi người, phen xít bu nó đây, bu dạng bu môi chè nha mọi người, xước dây. Đây, cái đây qua rất là đẹp. Cái cần, cái cần ngoại hình thì theo đánh giá cảm quan cá nhân thì nó ra tầm khoảng 95-93% nhé, rất là đẹp. Và cây này đặc biệt là nó cắm, là nó cắm hai cái nha mọi người. Đây, hai điểm cắm. Đây, khu này nó sẽ cắm vô trong đây. Trong đây nó có một chỗ nữa. Mà đây sẽ bao ở ngoài. Đây. Cắm vô hai cái nha. Rất là chắc nha mọi người. Cho anh em về đánh bạo lực săn hàng. Rồi, giá công khai cái số 4, giá sẽ là 2 triệu 5 người, 2 triệu 500k cộng ship cái số 4. Tiếp theo cái số 5. Cái số 5 thì lên cho người một cây cần của hãng Majorap. Đó. Thì cây số 5 này thì thích hợp cho anh em màu câu lóc nhiều hơn. Vì cây này nó tương đối nhẹ. Câu lóc, câu gần. Đây, một cây hãng của Majorap. Phen cần vẫn là phen Fusisit mọi người. Phen xít, phen bóm nhé. Đây, rất là đẹp. Phen bóm.
phôi là carbon nha mọi người. Đó. Bát là bát Fuji của Majorap. Phần xít nhá. Thì cây này dài là 2m88 người, dài 2m88. Phôi ok đẹp nhá. Dài 2m88. Nặng sẽ là 270g nha mọi người, nặng 270g. Độc của nó sẽ là 2.3 li. Phanh bấm ngược nha mọi người. Đó, phanh nguyên zin nhá. Buông chống sắn. Cây này nó độ cứng sẽ là độ cứng HH, nó tải mồi mát là 120g. Đó. Line của nó từ be số 1.5 đến be số 4 nha mọi người. Đó. Line be 1.5 đến be số 4. Đây, keo chỉ nguyên zin nha mọi người. Đó. Đây, mình bán hàng thì mình cố gắng quay rất là chậm cho anh em xem. Đây, thông số cần đây. Đó, mát 4, mát 150g. Lai từ 1.5 đến 4. Đó, mát được 35 lb nhé. Thì cái này nó để là sóc sóc lai dít nha mọi người. Đó. Sóc dít nha mọi người. Đó. Càng rất là đẹp nhé. Ngoại hình thì đương nhiên mấy cần đã qua sử dụng thì nó có xây xác ít điểm thôi, nhưng gọi nó không có đáng chú ý đâu. Đó, cũng còn rất ok. Anh em về câu bạo lực thả ga nhé. Ok, cần cứng HH, 2H nhau đây. Đó, rất là cứng và độ nảy rất là cao nhé. Cho anh em về câu câu lóc, câu gần, câu ke. Rồi, giá công khai cây số 5, giá là 2.6 triệu thôi, 2.600k cộng ship cây số 5. Tiếp theo qua đây. Đó, qua đây là hàng cho anh em câu cảm giác. Tiếp theo là cây số 6. Cây số 6 gửi cho người một cây cần của hãng Kencat. Đây. Đó. Cây này là phen Sitgon nha mọi người. Đó, phen Sitgon. Đó. Ngoại hình này theo nêu đánh giá cảm quan cá nhân thì nó gây tập khoảng 95-93% nhé. Đây, có lớp inox nó bao cái phồi lên nè. Đó, phồi rất là dày rồi. Đó. Sitgon nha mọi người, Fuji nhé. Tên cần mọi người. À, đây một cây Kencat mọi người. Đó. Đây, một cây Kencat. Bát sẽ là bát thẳng, bát Benzo. Thì cái này dài sẽ là dài 3m3 người, dài 3m3. Đọt sẽ là 1 ly 9, nặng sẽ là 130, nặng sẽ là 314g. Đó. Và 3m3 thì cây này nó lua từ 10 đến 40g nha mọi người. Nó lua từ 10 đến 40g. Lai từ 8 đến 20 lb. Đây, tên của nó đây. Đó, cần rất là mới. Cây này thì chuyên về cho anh em dạng câu cá chép nè, câu lăng xê. Lua thì anh em có thể lua gần thôi. Đó, lua gần, đó, lua kè. Và anh em lua mấy con mồi giả mọi người. Đó. Cái cây này nếu 3m3 thì nó tải 40g thì nó xét về lô cá lóc thì nó dạng nó mềm. Đó. Thì mình bán hàng thì mình sẽ nói rõ cho anh em vậy luôn. Kencat nhé. Rất ok cây cần. Ngoại hình tương đối đẹp. Rồi, giá công khai cây số 6, giá 1.8 triệu thôi nha mọi người. 1.800k cộng ship. Một cây cần quá đẹp, phen quá xịn. Tiếp theo cây số 7. Theo cho mọi người một cây số 7 nha mọi người. Một cây cần rất là xịn sò có tay qua. Thì đây là một cây Daiwa, hàng rất là xịn. Đây, phen cây này sẽ là phen Iris nha mọi người. Phen Iris, phen mới của Daiwa. Đây mọi người, tên của nó đây. Một cây Daiwa Lagat nha mọi người. Đó, phen Iris. Cây này rất là xịn nhé. Hàng từ thị trường Nhật về. Cây được sản xuất tại China, xuất riêng như thị trường Nhật nha mọi người. Đó. Phôi cần đây, rất là đẹp. Phen đây, phen này phen carbon người, AGS, bát tam bát Fuji, phôi carbon sẵn. Thì cái này một cây cần chuyên về cho anh em câu cảm giác nhá, câu cá chép, câu cá hanh, câu cá cháp. Đây, rất là đẹp cây cần. Cây này dài sẽ là 2m59 những người, dài 2m59. Đọt của nó sẽ là đọt 1 ly 1 và đọt sẽ nó sẽ là đọt đặc những người, đọt đặc.
Đọt thì nghe đâu là sẽ là đọt của Titan đúng không? Đây, đọt trên đây là sẽ đọt độc đặc nha mọi người. Đó, đọt này thì cho anh em bao cảm giác luôn, bao nại luôn á. Dạng nó độ nảy nó cực kỳ cao nha mọi người. Đây, đó, độ nảy nó phát tín hiệu can cho anh em cực kỳ cao. Đây, vũ nhẹ cho anh em xem. Đó, độ nảy cực kỳ ok nhé. Đó, đọt cái này sẽ là đọt nguyên zin của nó luôn nha mọi người. Đó, như anh em bây giờ thích câu đọt đặc thế này nè. Đó, bao cá kéo cá cực kỳ đã luôn. Đó, cái này thì chuyên về cho anh em câu hanh, câu cháp, câu chép này. Đó, câu cảm giác anh em có thể câu cá chê dịch vụ cũng được, rất là êm. Đó, thay lóc dịch vụ. Đọt 1 ly mốt, cái này nặng là 120g nha mọi người, nặng 120g. Thì cái này nó lua từ từ 3 đến 15g mọi người, lai từ 4 đến 12 lb. Đó, lai be từ 0.4 đến be số 1 thôi nha mọi người. Độ mới thì cái này theo đánh giá cảm quan cá nhân thì nó rơi tầm khoảng 93% nhé, 93-95%, cần rất là mới. Nó có túi đi theo kèm luôn. Đó, thì túi này thì không phải là túi zin nhé, thì mình báo gõ cho anh em vậy, càng rất là đẹp. Rồi, giá công khai cái số 7, giá là 4.500.000 này, 4.500k cộng cái ship cái số 7. Tiếp theo cái số 8, cây số 8 đó cho người một cây tai qua, đây một cây tai qua review nha mọi người. Đây, một cây tai qua rất là nổi tiếng, rất là nhiều anh em công. Thì đây một cây tai qua review, mã của nó là 610MH nha mọi người. Đó, thì cái này dài sẽ là 2m11 nha mọi người, dài 2m11, nặng sẽ là 115g. Đó, phen của nó sẽ là phen Fujitsu nha mọi người, phen Fujitsu. Đó, bát là bát hãng Daiwa, phôi là carbon sẵn. Thì đọt của cái này sẽ là đọt 2 ly 2 nha mọi người, đọt 2 ly 2. Càng rất là xịn nhé, bù chống sẵn. Thì cái này mã của nó sẽ là MH, nên nó sẽ lua từ 7 đến 28g. Đó, line sẽ là line từ 10 đến 20 lb nha mọi người. Cần thì nguyên zin, tổng thể ngoại hình thì rất là đẹp. Nếu có xây sát thì nó vẫn xây sát rất ít thôi. Đó, xước li ti, dạng xước lông mèo thôi. Đó, không đáng chú ý. Cái này được sản xuất tại China nha mọi người, xuất riêng cho thị trường Nhật. Đây, bát của nó đây, rất là ok nhé. Cái hàng đã qua sử dụng thì cái này không có túi zin theo kèm nha mọi người. Đây, xây sát rất ít thôi. Đó, tổng thể đổi lên thì cần rất là đẹp. Rồi, giá công khai cái số 8, giá sẽ là 2.7 mọi người, 2.7 cộng ship cái số 8. Theo sẽ là cái số 9. Thì cái số 9 lên cho mọi người là một cây Daiwa review. Đó, thì cái này rất nhiều anh em săn nè. Đó, thì đây là một cây Daiwa review, mã của nó sẽ là 682ML nha mọi người. Đó, 682ML. Và đây là một cây cần máy đứng. Đó, một cây máy đứng. Thì cây này thì cũng lấy từ cửa hàng Nhật về, hàng nguyên zin nguyên kiện. Đó, thì cây này về còn túi luôn nha mọi người. Đó, fan của nó sẽ là fan Fujitsu nè. Đó, rồi đây, rất là đẹp. Cây này anh em câu mà anh em câu chẽm nè, đua đầm nè, rất là phê nha. Đây, thì cái này dài sẽ là 1m98. Đó, nặng sẽ là 89g, đọt sẽ là 1 ly 6, rất là đẹp cái cành. Bu là bu trong sẵn, hàng rất là đẹp nha mọi người. Đó, không có, xem như là không có xây sát luôn á. Quá wow, ok cái cần sẵn gần gốc nha. Đây qua review, cán mốt nó cũng còn rất là sạch nè. Đó, túi zin theo cần luôn, góc dưới đây không bị chạy luôn, rất là đẹp cái cần. Đó, không còn gì phải đánh giá nhiều. Đó, cây này thì theo đánh giá cảm quan cá nhân ra tầm khoảng 95% nhé.
Thì cái này lua từ 2.7 gram đến 14 gram nhé, line từ 4 đến 8 lb, hàng sản xuất tại China, mã code đầy đủ nha mọi người. Đó, nguyên kiện quê. Rồi, giá công khai cây số chính, giá sẽ là 3.2 người, 3.200k cộng ship cây số chính, hàng rất ok nhé. Tiếp theo cây số mực, thì cây số mực gửi cho mọi người một cây cần máy ngang, một cây máy ngang của hãng Kencat. Đó, thì đây là một cây cần máy ngang chuyên về cho anh em, dạng cho anh em câu mương, câu vườn, mấy chỗ mà anh em gặm gạp á, khó câu khó vũ, thì đây một lựa chọn rất ok nhé. Thì đây một cây Kencat máy ngang, phen là phen Fujisit Dragon. Cần rất là đẹp nha người. Thì cái độ cứng sẽ là độ cứng ML nha người, độ cứng ML. Cán bằng nó đẹp đẽ luôn, sạch sẽ luôn. Cái này còn miếng siêu chưa bóc nè. Thì cái này dài là 1m89, nặng sẽ là 115g, đọt 21. Thì cái này lô từ 3.5g đến 10.5g, like từ 6 đến 12 lb. Giá công khai cái số mừng, giá là 1.500.000 người, 1.500k cộng ship cái số mừng. Càng rất là đẹp nhé, ngoại hình rất ok. Tiếp theo cây mùa 1, cây mùa 1 cây cuối cùng lên cho mọi người hôm nay. Thì cái này nó còn túi nè, túi và hộp zin theo cần nhé. Thì đây một cây Kencat. Thì cây Kencat này nó sẽ dài là 1m96, đọt 2 ly 2, nặng là 160g, nó lô từ 7 đến 28g, độ cứng sẽ là độ cứng M, lai từ 10 đến 20 lb. Đó, rồi giá công khai số 11, giá sẽ là 1.700.000 đúng không ơi, 1.700.000 cộng ship, một cây hàng trưng bày. Đó, phen ship nha người, phen ship, cán súng, máy ngang, tem đầy đủ. Cây này anh em về lô lóc đánh giá thật là ok luôn á, lóc đánh giá thật là đánh giá hơi rất là ok, xịn sò. Cây này khách đánh phản hồi cũng rất là êm, cần rất là đẹp. Đó, đóng chữ Pussy gõ gàng nhé. Cái này anh em câu thì cũng không sợ đụng hàng với ai hết. Đó, đây, tên của nó đây. Rất ok cần mọi người. Rồi, giá công khai cây cuối cùng, cây 11, giá 1.700.000 người, 1.700.000 cộng chip. Rồi, đó là tổng cộng 11 cây cần lên cho mọi người hôm nay. Nếu mọi người ưng có thể chốt để là shop điện thoại, shop tự động liên hệ mọi người nhé. Rồi, cảm ơn mọi người.